toàn văn tuyên bố chung Nga-Việt. Ba nhỏ, nguyên thủ hai nước bày tỏ hài lòng với mức độ phối hợp hành động cao trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc trong các vấn đề như các biện pháp minh bạch hóa và củng cố lòng tin trong hoạt động trên vũ trụ, vấn đề an ninh thông tin quốc tế, an ninh đường bộ. Hai bên khẳng định sẵn sàng tiếp tục ủng hộ lẫn nhau, ứng cử vào các tổ chức khu vực và quốc tế và các cơ quan chấp hành. Hợp tác giữa Việt Nam và Nga hướng đến việc củng cố vai trò điều phối trung tâm của Liên Hợp Quốc trong gìn giữ hòa bình, an ninh và bảo đảm phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức này. Bốn nhỏ, Việt Nam và Nga kiên quyết bác bỏ mọi mưu toan xét lại lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai, nghi ngờ về vai trò quyết định của nhân dân Liên Xô trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít và quân phiệt, mở ra con đường giải phóng cho nhiều nước thoát khỏi ách thực dân, cho rằng việc tuyên truyền tư tưởng phát xít và phân biệt chủng tộc trong thế giới hiện đại là nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Năm nhỏ, lãnh đạo hai nước lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện và nhấn mạnh không một hành động khủng bố nào có thể biện minh dù là với động cơ tư tưởng, tôn giáo, chính trị, phân biệt chủng tộc, sắc tộc hay là các động cơ khác. Chỉ bằng sự phối hợp nỗ lực của cả cộng đồng quốc tế dựa trên cơ sở các nguyên tắc và điều luật được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trước hết là Hiến chương Liên Hợp Quốc và tôn trọng chủ quyền của các quốc gia chịu hậu quả của những hành động khủng bố, trong đó có thông qua việc thành lập Liên minh quốc tế rộng rãi chống khủng bố, mới có thể ngăn chặn sự lan rộng chưa từng có của chủ nghĩa khủng bố. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Vladimir Putin hoan nghênh các nỗ lực của Nga trong chống khủng bố và tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như nỗ lực của Nga tại các cơ chế đàm phán Astana và Geneva. Sáu nhỏ, phía Nga bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ phía Việt Nam trong công tác huấn luyện để tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Bảy nhỏ, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ và phối hợp tại các diễn đàn đa phương nơi thảo luận các vấn đề an ninh quốc tế, trong đó có vấn đề kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hai bên khẳng định tầm quan trọng và sự cần thiết của cơ chế giải trừ quân bị hiện hành của Liên Hợp Quốc, bao gồm Ủy ban 1 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Hội nghị về giải trừ quân bị và Ủy ban Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị, đối với việc xây dựng các thỏa thuận đa phương nhằm duy trì an ninh quốc tế và đảm bảo ổn định chiến lược. Tám nhỏ, hai bên bày tỏ quan ngại về nguy cơ gia tăng vũ khí trong vũ trụ, bắt đầu cuộc chạy đua vũ trang trong vũ trụ và biến khoảng không vũ trụ thành nơi đối đầu vũ trang, trong điều kiện thiếu một thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc pháp lý nhằm loại bỏ nguy cơ đó. Việc áp dụng các biện pháp thực tế mang tính đa phương để giữ cho vũ trụ không có vũ khí trở nên đặc biệt cấp bách. Vì vậy, nguyên thủ hai nước đã tuyên bố về việc hai quốc gia tuân thủ chính sách không là bên đầu tiên triển khai vũ khí trong vũ trụ và kêu gọi tất cả các quốc gia có tiềm năng vũ trụ cũng làm như vậy. Chín nhỏ, nguyên thủ hai nước ủng hộ các nỗ lực và sáng kiến nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ công ước
cấm vũ khí hóa học, nâng cao uy tín của tổ chức cấm vũ khí hóa học và phi chính trị hóa hoạt động của tổ chức này. Hai bên hoan nghênh các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giải trừ hiệu quả vũ khí hóa học của Syria. Hai bên ủng hộ tăng cường nỗ lực quốc tế nhằm thực hiện hiệu quả chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, sử dụng và quản lý nguồn nước bền vững, an ninh lương thực. 10 nhỏ. Hai bên khẳng định sự cần thiết phải xây dựng dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc những quy tắc phổ cập về hành xử có trách nhiệm của các quốc gia trong không gian thông tin và sẵn sàng phát triển hợp tác song phương thực tiễn trong lĩnh vực đảm bảo an ninh thông tin quốc tế. 11 nhỏ. Lưu ý nghị quyết của phiên họp đặc biệt tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề ma túy của thế giới. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục các bước đi nhất quán nhằm thúc đẩy xây dựng một thế giới không ma túy phù hợp với các công ước cơ bản của Liên Hợp Quốc về chống ma túy, được coi là nền tảng của hệ thống kiểm soát quốc tế về ma túy. 12 nhỏ. Việt Nam và Nga nhất trí thúc đẩy các nỗ lực tập thể nhằm xây dựng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương một cấu trúc an ninh bình đẳng và không chia tách, rộng mở, toàn diện và minh bạch, dựa trên việc tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế, các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, giải quyết hòa bình các xung đột và tranh chấp, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực. Trong đó có việc tiếp tục đối thoại phù hợp trong khuôn khổ cấp cao Đông Á và các diễn đàn khu vực khác với vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 13 nhỏ. Hai bên cho rằng các tranh chấp biên giới, lãnh thổ và các tranh chấp khác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần được các bên liên quan giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh trong khu vực. Việt Nam và Nga ủng hộ việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông năm 2002 và sớm đạt được bộ quy tắc và ứng xử của các bên tại Biển Đông. 14 nhỏ. Nguyên thủ hai nước nhấn mạnh sự cần thiết làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác đối thoại giữa ASEAN và Nga trong bối cảnh năm 2017. ASEAN kỷ niệm 50 năm thành lập, khẳng định cùng mong muốn sự hợp tác này mang tính chiến lược, phù hợp với các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5 năm 2016 tại Sochi. Hai bên bày tỏ sẵn sàng phát triển hợp tác ASEAN-Nga trong những lĩnh vực ưu tiên như đấu tranh chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh thông tin quốc tế, ứng phó với các tình huống khẩn cấp, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, mở rộng hợp tác năng lượng và nông nghiệp, thúc đẩy trao đổi khoa học, công nghệ, văn hóa và nhân văn. 15 nhỏ. Hai bên ủng hộ liên kết kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại theo hướng công bằng, bền vững, minh bạch và phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Hai nhà lãnh đạo đặc biệt ghi nhận triển vọng tốt đẹp của việc kết nối nỗ lực trong triển khai các luận điểm quan trọng như đối tác lớn Á-Âu và tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 nhằm mục tiêu củng cố sự gắn kết trong khu vực. Nhất trí cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do giữa một bên là Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á-Âu
cùng các nước thành viên đã có hiệu lực năm 2016 là bước quan trọng trên đường tiến tới tự do hóa thương mại giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và ASEAN nhằm bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, thúc đẩy các tiến trình liên kết và sáng kiến tại khu vực Á-Âu. 16 nhỏ. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu, động lực tăng trưởng của khu vực, đóng góp vào thịnh vượng chung của châu Á-Thái Bình Dương. Lãnh đạo hai nước bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác tích cực trong khuôn khổ APEC vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, chất lượng và phồn vinh ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Tổng thống Liên bang Nga đánh giá cao hoạt động chủ động, tích cực của Việt Nam trên cương vị chủ nhà APEC 2017 nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng bền vững, cân bằng, sáng tạo, bao trùm và an toàn liên kết kinh tế khu vực sâu rộng. Liên bang Nga khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tổ chức thành công năm APEC 2017. 17 nhỏ. Hai bên thỏa thuận tiếp tục hợp tác chặt chẽ và phối hợp lập trường tại các cơ chế đa phương khác như Diễn đàn Khu vực ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với các nước đối tác, đối thoại, Diễn đàn Á-Âu, Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp củng cố lòng tin ở châu Á, đối thoại hợp tác châu Á vì mục tiêu củng cố các nguyên tắc đa phương trong giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như đẩy mạnh hợp tác liên khu vực. Ba lớn. Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Vladimir Putin đã diễn ra trong không khí hữu nghị, truyền thống đặc trưng cho quan hệ hai nước và sự hiểu biết lẫn nhau. Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ tạo xung lực mạnh mẽ cho việc tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu Liên bang Nga đã dành cho Chủ tịch và đoàn đại biểu Việt Nam và mời Tổng thống Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Liên bang Nga đã vui vẻ nhận lời. Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.